Dinh dưỡng ngày hè cho người cao tuổi. Khi tuổi đã cao, khả năng hấp thu dinh dưỡng và tiêu hóa sẽ kém đi. Tiết trời nóng bức càng dễ khiến người cao tuổi mệt mỏi, ăn uống kém. Sau đây là một số gợi ý để người cao tuổi xây dựng và duy trì chế độ dinh dưỡng điều độ, hợp lý vào mùa hè. Thực hiện chế độ ăn nhiều bữa. Để giảm áp lực cho hệ tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn, người cao tuổi nên duy trì chế độ ăn đều đặn từ 4 đến 5 bữa một ngày. Cần ăn đúng giờ và duy trì khoảng cách đều giữa các bữa ăn. Ăn đa dạng thực phẩm. Điều này giúp bảo đảm cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên, người cao tuổi cần hạn chế ăn thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, đường, muối, đặc biệt là thực phẩm chế biến sẵn, nước giải khát có ga. Nên ăn cá nhiều hơn ăn thịt, ăn nhiều rau xanh, quả tươi, không nên dùng thức ăn rắn, dai, những món khó tiêu. Ăn chín uống sôi. Người cao tuổi nên hạn chế tối đa việc ăn gỏi, nem chua, tiết canh, rau sống. Không nên uống nước đá hay ăn các đồ ăn để lạnh, kể cả trái cây. Uống đủ nước. Đây là điều người cao tuổi cần chú ý thực hiện, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Uống đủ nước không những giúp làm sạch cơ thể, mà còn hỗ trợ các cơ quan chức năng trong cơ thể hoạt động hiệu quả. Mỗi ngày, người cao tuổi nên uống 1,5 đến 2 lít nước, bao gồm cả nước lọc, trà thảo mộc, nước canh hay lượng nước có trong thức ăn, hoa quả. Ưu tiên thực phẩm dạng lỏng. Khi hệ tiêu hóa kém đi, thì thức ăn dạng lỏng luôn được ưu tiên. Ngoài cháo, súp, người cao tuổi nên uống sữa đều đặn mỗi ngày. Nên chọn phương pháp ép, xay sinh tố khi sử dụng các loại hoa quả cứng.